hoang mang, phải nói là nó thao túng tâm lý mình cực kỳ luôn. Vì cái bộ phim này nó làm thật quá nên mình coi nhiều đoạn mình cũng cảm giác rất là sợ câu chuyện truyền thông bây giờ. Nó được viết rất là tốt đến mức mà ngay cả khi mà mình đã tới được hồi 2, hồi 3 của phim rồi mình vẫn không biết đường nào mà lần. Và thật sự á, mình rất là lâu rồi mình mới được xem một cái kịch bản nó viết tiết tấu nhanh mà tốt như vậy. Bởi vì là cái bộ phim này nó tình tiết gọi là thật giả nó lẫn lộn với nhau. Diễn viên trong phim thì mình thấy tất cả đều tròn vai, diễn xuất đỉnh về cảm xúc, cho khán giả thấy được cái sự thao túng về mặt truyền thông ở trong bộ phim này. Thích cái sự châm biếm sâu cay của bộ phim này. Càng về sau bộ phim càng gây cấn hơn khi những cái chiêu trò được lật mở liên tục, những cú twist được đưa ra liên tục. Thấy anh diễn viên chính diễn rất là hay. Diễn viên đẹp trai ạ. Những khán giả trẻ nên đi xem, tại vì chúng ta sống hàng ngày với cái câu chuyện này luôn. Chúng ta hãy cùng bút vé ra rạp để xem Anh Hùng Bàn Phím.